Rồi em xin chào quý cô chú anh chị mình ha. Hôm nay vừa lên giao lưu với cô chú anh chị mình là Mai Chiếu Thủy Trung Nu nha cô chú anh chị. Siêu già, cực kỳ già. Già cây. Dạ, cốt to. Rõ cây. Phơm tàn, mịn phơm như cô già chú. Già là chuẩn bị tại đang bỏ chuẩn bị nhà vườn nha. Tháng sau là làm bông đó, chơi Tết á nên cái này xuống lá một cái này ra bông full cây luôn á. Nên là đang bị thay lá nên có số lá bị vàng nha cô chú anh chị. Không anh thủ như thế ngày này, rễ này ra nè. Bây giờ rễ này ra gì cái cây có bị gì đâu nhưng mà kiểu là nhà vườn tới đợt người ta đi Cali hơi nhiều xíu là người ta chuẩn bị tháng sau người ta đặt lá người ta làm bông á. Đây em đưa gần của chú anh chị coi vàng đế đường thân đây. Cây lùng lực cốt to như của chú anh chị, sẹo cuốn rất là tốt, sẹo ngọn này cuốn muốn hết luôn, sẹo đây cuốn rất là tốt, cây già lắm. Già dây thì bấm chân dây về của chú anh chị chơi thời gian nữa là tháo dây từ từ ra được. Cái này về mà xuống lá hết một cái này ra phun bông luôn. Sẵn mình làm hoa luôn cũng được. Làm hoa chơi Tết luôn. Đây vàng đế mặt trước. Đây, đường thân với vàng đường thân với vàng đế mặt sau đây cô chú anh chị. Cốt to này, xương dâm bên dưới đây. Đó, xương rất là nhiều luôn. Cây thân chậu nha cô chú anh chị. Dữ lắm phơm đây. Mịn phơm. Dạ khủng khiếp. Dạ cây ha. Rồi để em xay vài vòng nữa rồi em sẽ báo thông số của mã 1C nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em báo thông số mà 1C nha. Cái hoành gốc nó ở đây. Hoành gốc nó ở đây là 15. Chiều cao của cây. Chiều cao của cây là 20. Hết tán ngang của nó là 43. Thì mã 1C này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 580k nha. 580k là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị. Đó. Cả cây lẫn chậu luôn nha. Rồi bây giờ em lên tiếp mã 2C nha cô chú. Rồi em lên tiếp mã 2C nha cô chú anh chị. Mã C cũng là một cây mai chiếu thủy Trung Nu luôn nha. Trời mai cốt có to. Cốt cao quá rồi. Dạ. Cốt to. Dễ nè. Cây thần chậu. Xoài ngón cái với chân cốt cũng bằng ngón cái nha cô chú. Sẹo cuốn rất là tốt. Sẹo cuốn rất là tốt. Xương này, dàn xương này khủng khiếp gì xương. Hồi đưa dàn xương cho cô chú nhìn. Lá nó hơi vàng là do nhà vườn người ta đang xử lý là người ta chuẩn bị làm hoa chơi Tết nó hơi vàng chút xíu thôi. Và nếu mà không mặt lá thì nó ra cây lá sau nó hết. Mình đi phân đạm nhiều chút xíu thì nó xong lại. Nhà vườn ta đang xử lý rằng người ta làm bông Tết. Lá này vàng nhưng mà cây sống khỏe hình dậu nha cô chú anh chị. Cực kỳ già. Già khủng khiếp. Em từ gần cô chú anh chị coi cái vàng đế mặt trước chứ đường thân nó đây. Nu cục cục luôn nè. Dạ lắm. Già cây. Xương bên dưới nó đây. Rồi đường thân với vàng đế mặt sau nó đây. Vàng đế, đường thân. Cốt to nha cô chú anh chị. Xương nè. Quá trời vàng xương luôn nha. Dạ lắm. Phơm thì mịn phơm nha. Rồi để bây giờ em xay vài vòng nữa rồi em sẽ báo thông số mã 2C nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em báo thông số mã 2C nha. Đây cái hoành gốc. Cái hoành gốc nó dưới đây là 14,5 gần 15-14 nè, hoành gốc là 14. Chiều cao của cây. Chiều cao của cây là 24. Hết tán ngang của nó là 43 nha. Thì mã 2C này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 580k nha. 580k là nhà vườn mình em bao ship nha cô chú anh chị. Cả cây lẫn chậu luôn nha. Rồi bây giờ em lên tiếp mã 3C nha. Rồi em lên tiếp mã 3B nha cô chú anh chị. 3B cũng một cây mai chiếu thủy Trung Nu luôn nha. Cốt to. Cốt to. Cực kỳ già luôn. Già cây nha. Cái lá này, phần lá vàng này do là nhà vườn người ta đang tới cái đợt khai lá làm bông nó không ảnh hưởng như tới cây nha cô chú anh chị. Rễ ra nè. Do người ta bỏ cho nó đài ra đặng giật lá đặng xuống lá làm bông Tết á. Cũng gần tới người ta làm bông để bán Tết nên là xử lý cho nó hơi vàng lá xíu nha cô chú anh chị. Ta đi phân đang kali hay cao chút xíu. Vậy cô chú anh chị mình chơi một thì mình xuống lá còn không thì mình chơi mình để nó ra cái cây lá này lá vàng nó rụng cũng lên này, tươi là bình thường ha. Cây nó sống khỏe lắm. Này mặt trước em đưa gần cô chú anh chị coi có một cái vết sẹo này xử lý kỹ à. Không anh hỏi gì. Hai bên cuốn nè xương bên dưới này cốt to nha cô chú anh chị. Đó, sẹo mặt cắt thì cuốn rất là tốt nha. Mặt trước rồi mặt sau nó đây. Mặt đường thân mặt sau cốt này. Cây này cốt to nha cô chú anh chị. Xương dâm dưới này, xương dâm rất là nhiều ha.
phơm nó đây, thần chậu thần chậu mình phơm đây, cái ngay màu luôn. Rồi để em xay vài vòng nữa là em sẽ báo thông số của mã 3B nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em báo thông số mã 3B nha. Cái hoành góc nó đây, cái hoành góc nó ở đây là 13 rưỡi, tính 13 thôi, hoành góc là 13. Chiều cao của cây là 24, hết tán ngang của nó là 42. Thì mã 3B này em cho lưu giúp của chú anh chị mình là 580k nha. 580k là nhà vườn mình em bao ship nha của chú anh chị. Đó, cả cây lẫn chậu luôn nha. Rồi bây giờ em lên tiếp mã 4B nha. Rồi em lên tiếp mã 4B nha cô chú anh chị. Mã 4B có một cây mai chiến thủy tung nu luôn nha. Ở cái cốc ship đây. Chà bá luôn. Để đẹp không? Cái này để đẹp nha cô chú anh chị. Thần chậu. Dạ. Lùng lực gốc to ha. Cực kỳ già. Nhìn xương khủng khiếp, nhìn xương. Nên mình xuống lá chơi vàng xương không cũng đã nữa. Chuẩn bị dầm tháng sau là tới đạt là mong chơi Tết luôn. Đây được gần cô chú anh chị coi cái vàng đế với đường thân mặt trước cái này. Ừ, cái đế bắt chơi chậu rồi. Gốc to luôn nha. Để cốt nè cô chú anh chị. Khủng bố cốt. Xẹo ở đây cuốn rất là tốt nha. Vàng xương đây. Xương dâm quá trời, xương dâm luôn. Dạ, tới chỉ luôn. Sao nó đây. Đó, đế đường thân nè. Xẹo cuốn tốt, cốt to nha cô chú anh chị. Xương đây. Quá trời. Phơm tàn nó đây. Nó mịn phơm ha. Bứt cược luôn. Rồi, để bây giờ em xay vài vòng nữa rồi em sẽ báo thông số mã 4B nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em báo thông số mã 4B nha. Cái hoành góc nó đây. Hoành góc nó đây là 16 rưỡi, em tính 16, hoành góc là 16. Chiều cao của cây. Chiều cao của cây là 23. Hết tán ngang của nó là 43. Mã 4B này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 580k nha. 580k là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị. Cả cây lẫn chậu luôn nha. Rồi bây giờ em lên tiếp mã 5B nha. Rồi em lên tiếp mã 5B nha cô chú anh chị. Mã 5B cũng là một cây mai chiến thủy tung nu luôn nha. Cốt quá tại cái cốt là bự, tại cốt bự hơn ngón tay cái luôn rồi. Thấy ghê. Đế đẹp. Đế đẹp. Cốt to luôn ha. Thần chậu vàng xương khủng khiếp, vàng xương. Cực kỳ già luôn. Đem xây vài vòng rồi em lên tiếp em báo thông số mã 5B nha. Thì cái lô nó già hơn cái lô bữa giờ tụi em lên đó nha cô chú anh chị. Già khủng bố nhà vườn ta đang đài nó cho nó già thêm nó, người ta làm mông chơi Tết. Bây giờ tụi em thấy mà tao thấy nó cũng hơi vàng quá tụi em không có lấy. Nhà vườn người ta dễ hấp là do người ta đi kali, phân kali hay nhiều nên ta chuẩn bị gầm tháng 11 ta xuống lá chơi Tết. Ngày về cô chú chị em mình hấp thì về xuống lá chơi liền luôn, xuống lá là xuống lá xong là nó lên lại là full cây, full hoa. Đưa rằng cô chú anh chị coi cái vàng đế với đường thân trước đây, kè đế đẹp nha. Quá đẹp. Gốc to nè. Sẹo cuốn mép rất là tốt nha. Chân cốt to nha cô chú anh chị. Mặt trước xương nè. Rồi cái vàng đế mặt sau. Quá trời. Quá trời, gốc to xương nè. Cốt đẹp. Xương dâm rất là nhiều luôn ha. Phơm nó đây. Mịn phơm nha. Rồi để em bây giờ em xay vài vòng nữa rồi em sẽ báo thông số của mã 5B nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em báo thông số của mã 5B nha. Cái hoành góc. Cái hoành góc của nó dưới đây là 17. Chiều cao của cây. Góc to hả? Góc to. Chiều cao của cây là 25. Hết tán ngang của nó là 43. Thì mã 5B này em giao lưu giúp của chú anh chị mình là 580k nha. 580k là nhà vườn mình em bao ship nha của chú anh chị. Đó. Cả cây lẫn chậu luôn nha. Rồi bây giờ em lên tiếp mã 6B nha. Rồi em lên tiếp mã 6B nha cô chú anh chị. Đây, đây này một bạch luôn, bích cái đầu luôn. Cốt to, rõ cây tức lắc. Sẹo cuốn rất là tốt nha cô chú anh chị. Rõ cây tức lắc, cốt to, cốt cao quá luôn. Thôi tốt mà. 1, 2, 3, 4 gõ nít. Tụi em bấm chân cũng một số rồi vậy cô chú anh chị chơi thời gian nó thể tháo dây được nhiều hơn nha cô chú anh chị. Mấy cây này nó già, cái vàng xương dâm của nó khủng khiếp. Phơm tàn mình phơm ha. Cây thần chậu. Cái đế nó chảy muốn hết trong chậu. Đế dễ con à. Nhà đế mặt trước đây. Quá trời đẹp. Rất to. Sẹo cuốn tốt luôn.
xương bên dưới mặt trước cái đây. Nó dây thì em bấm chân là gần hết rồi nè. Mặt sau nó đây. Vàng đế với đường thân. Cốt đây, cốt to nha cô chú anh chị. Quá đẹp rồi. Xương dâm rất là nhiều nè. Phơm tàn thì nó bệnh phơm này ha. Rồi để bây giờ em xay vài vòng nữa rồi em sẽ báo thông số của mã 6B nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em báo thông số mã 6B nha. Cái hoành gốc nó ở đây. Hoành gốc nó tên em là 16 nha. Hoành gốc là 16. Chiều cao của cây. Chiều cao của cây là 23. Hết tan ngang. Hết tan ngang của nó là 47. Thì mã 6B này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 580k nha. 580k là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị. Cả cây lẫn chậu luôn nha. Rồi bây giờ em lên tiếp mã 7B nha. Rồi em lên tiếp mã 8B nha cô chú anh chị. Mã 8B là già chứ thủy trung nu luôn nha. Nó già khủng bố luôn. Cây này sạch kém ha. Kém. Cái con cành kè ngàn cành ra thôi. Còn cái vàng đế thì nó tải hết cái mặt chậu nha cô chú anh chị. Cây này nó còn già hơn mấy cây kia nữa. Gốc to nè. Già khủng khiếp. Em xây về vòng em đưa gần cô chú anh chị coi cái vàng đế. Cái vàng xương với phơm tàn đó nha. Hút già luôn à. Sẹo này cũng chính nè. Nó cũng tốt ha. Nó hút già luôn. Nó quá già rồi. Lâu năm lắm rồi nha cô chú anh chị. Cây đang có hoa luôn nha. Cây được cá là gì mình chơi nó sạch kém nha cô chú anh chị. Trên thân cũng có một dày vết thời gian. Chứ này nó xàm cứng cuốn mép vòng rất là tốt rồi nha. Nó không ảnh hưởng gì tới cây nha cô chú anh chị. Cái đường thân nè, vàng đế nè. Cây nó già mà. Khủng khiếp. Xương mình dưới đây. Xương dâm rất là nhiều luôn. Cái vàng đế với đường thân mặt sau nó đây. Đây. Sẹo cuốn nè. Sẹo đây cuốn kính luôn. Xương mình dưới đây. Xương dâm rất là nhiều nha. Cây thần chậu nha cô chú anh chị. Dạ. Phơm tàn nó đây. Đó. Mịn phơm ha. Rồi để bây giờ em xay vài vòng nữa rồi em sẽ báo thông số của mã 7B nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em báo thông số mã 7B nha. Đây cái hoành. Cái hoành gốc nó dưới đây. Hoành gốc nó dưới đây là 21, gửi em tính 21 thôi. Hoành gốc là 21. Chiều cao của cây là 27. Hết tán ngang của nó là 43. Thì mã 7B này giao lưu giúp của chú anh chị mình 580k nha. 580k là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị. Cả cây lẫn chậu luôn nha. Rồi bây giờ em lên tiếp mã 8B nha. Rồi em lên tiếp mã 8B nha cô chú anh chị. Mã 8B cũng là một cây mang chiếc thủy trung nu luôn nha. Cái này để như để sóc đây. Đấy đẹp lắm nha. Cốt to nè. Rồi lượng cốt. Ta cái luôn, bự hơn ta cái luôn. Sẹo cuốn rất là tốt luôn. Được khủng bố luôn. Đấy đẹp nha. Để em xây vài vòng rồi em sẽ báo thông số của mã 8B nha cô chú anh chị. Cốt to lắm. Phơm tàn thì vẫn phơm. Cốt to đế đẹp ha. Già cây lắm nha cô chú anh chị. Đây em đưa gần cô chú anh chị coi cái vàng đế mặt trước ở đây. Đường thân chân cốt to ha. Xương bên dưới ở đây. Cây này kẽm còn cũng không có nhiều nha. Cốt đẹp. Đế đẹp. Ý dạ. Cốt to. Rồi mặt sau nó đây. Đó. Đường thân nu cục cục luôn. Già lắm. Xương bên dưới này. Phơm tàn nó đây. Nó mịn phơm ha. Rồi để bây giờ em xây vài vòng nữa rồi em sẽ báo thông số mã 8B nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em báo thông số mã 8B nha cô chú anh chị. Cái hoành gốc nó ở đây là 15,5. Gần 16 tính 15 thì hoành gốc là 15. Chiều cao của cây là 20. Hết tán ngang của nó là 38. Thì mã 8B này em giao lưu với của chú anh chị mình là 580k nha. 580k là nhà vườn mình em bao ship nha cô chú anh chị. Cả cây lẫn chậu luôn nha. Rồi bây giờ em lên tiếp mã 9B nha. Rồi em lên tiếp mã 9B nha cô chú anh chị. Mã 9B cũng là một cây mang chiếc thủy trung nu luôn nha. Cái này quá đẹp luôn. Già cây, gốc to đế đẹp nha. Già khủng khiếp, cốt, mượn cạo cốt to nè.
Cái lá vàng nó là do nhà vườn nó chuẩn bị, tôi đang làm bông tết nó hơi ảnh thử cây rễ này nha. Bó giống như là nó tới mùa đông nó hay lá, nhà vườn ta đi phân kali hay nặng chút đặng người ta tháng sau người ta đặt lá nó làm bông luôn á. Về nếu mà muốn chơi liền thì mình xuống lá nó đẹp lắm, hoặc là để nó không xuống lá nó ra cơ sao nó vẫn đẹp. Phơm tàn nó mịn phơm nha cô chú anh chị, cốt cành nuôi to hết, đế đẹp gốc to luôn nha. Đây em từ gần cô chú anh chị coi cái dàn đế với đường thân mặt trước nè, đế đẹp thân cong ha, cốt to nè. Rồi mặt trước rồi mặt sau nó đây, sau là đế đẹp đây, cốt to nè, xương bên dưới đây xương dâm lên rất là nhiều nha. Phơm tàn nó đây, mịn phơm ha. Rồi để bây giờ em xay vài vòng nữa rồi em sẽ báo thông số của mã 9B nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em báo thông số mã 9B nha. Cái hoành gốc nó ở đây là 17,5 tính 17 thôi, hoành gốc là 17. Chiều cao của cây là 26. Hết tán ngang của nó là 47 nha. Thì mã 9B này giao lưu với cô chú anh chị mình là 580k nha. 580k là dòng mình em bao ship nha cô chú anh chị. Cả cây lẫn chậu luôn nha. Rồi em lên tiếp mã 10B nha. Rồi em lên tiếp mã 10B nha cô chú anh chị. Mã 10B cũng là một cái mai chiếu phỉ tung nu luôn nha. Quá tài giả. Để đẹp cây. Để đẹp. Đây em xây về dòng cô chú anh chị mình xem ha. Cây già dữ lắm già. Già cây đấy đẹp gốc to luôn nha. Phơm tàn thì mình phơm ha. Cầm này em tháo hết dây luôn. Cái cầm này cũng còn có mấy cọng mà. Chú anh chị chơi thời gian sẽ tháo hết dây được luôn. Tại giờ nó già cầm nó muốn chịu dây rồi. Nghe cái vàng đế cái được thân mặt trước này. Cốt gốc to, thân cong cốt to ha. Già cây nu cục cục luôn. Rồi cái mặt sau nó đây. Đó. Cốt to, xương bên dưới đây. Xương dâm rất là nhiều nha. Phơm tàn đây. Mịn phơm nha. Xẹo cuốn rất là tốt nha cô chú anh chị. Cây thần chậu ha. Rồi để em xây về dòng nữa rồi em sẽ báo thông số mã 10B nha. Rồi bây giờ em báo thông số mã 10B nha. Cái hoành gốc nó đây là 16. Chiều cao của cây là 24. Hết tán ngang của nó là 40. Thì mã 10B này em giao lưu với cô chú anh chị mình á là 580k nha. 580k là nhà vườn mình em bao ship nha cô chú anh chị. Đó. Cả cây lẫn chậu luôn nha. Thì mã 10B này cũng là mã cuối cùng của video bên em ngày hôm nay ha. Thì cũng xin cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã dành thời gian theo dõi video của bên em nha. Nếu quý cô chú anh chị mình yêu thích kênh thì bấm đăng ký kênh ủng hộ giúp em ha. Rồi em xin cảm ơn rất là nhiều.